Công ty Cốt Pha Việt xin giới thiệu dòng sản phẩm thép rau tường được làm bằng tôn kẽm. Đây là dòng sản phẩm được sử dụng để thay thế cho các loại rau chờ truyền thống sử dụng các loại thép phi 6 hoặc phi 8 hiện nay. Với chi phí bằng hoặc thấp hơn so với việc sử dụng thép rau chờ truyền thống, nhưng tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức trong quá trình thi công, nên được rất nhiều nhà thầu và các công trình lớn sử dụng hiện nay. Để phù hợp với mọi loại công trình lớn và nhỏ, công ty Cốt Pha Việt đã cho ra rất nhiều quy cách để phù hợp với túi tiền cũng như là các công trình của quý khách hàng, từ nhà dân, nhà phố hay là các công trình xây dựng lớn với các loại chiều dài từ 240mm đến 300mm, hoặc các loại độ dày từ 0.3 gm, 0.5 gm đến 0.7 gm. Để sử dụng thép rau tường công nghệ mới này thì có hai cách sử dụng. Cách 1 là khoan và cấy thép rau bằng tắc kê nở vào trụ hoặc tường bê tông. Cách 2, dùng máy bắn đinh bê tông để cố định thép rau lên trụ hoặc tường bê tông. Về khoảng cách đặt thép rau thì cả cách 1 và cách 2 đều phải tuân thủ khoảng cách trên dưới là 50cm, khoảng cách ngang là từ 10 đến 15cm. Nếu quý anh chị có nhu cầu về các loại thép rau và cần tư vấn thì hãy liên hệ ngay qua hotline 0932 087 886 để được tư vấn cụ thể hơn. Xin cảm ơn.